cứ bảo sao nó to, nó đi bú trộm hết con này con khác. Các bác có thể thấy đá không sợ đâu. Các bác cứ để ý, đá không bao giờ sợ, húc không bao giờ sợ. Tức là mặt nó rất là dày các bác. Dậy, dậy. Để cho bác ngó. Bác nhìn thấy chưa? Ôi, nhìn tay chân của nó kìa. Hợp lý đúng không ạ? Trời lạnh như thế này các bác có cái quần ủng này vào chuồng, xịt rửa chuồng, đẩy phân các thứ là sạch sẽ luôn. Cái này nó khá là rẻ thôi và nó bền nữa, này hai lớp luôn đó. Đây các bác nhìn thấy con áo bò đấy, nằm bố. Nhìn bông vai này. Con này nó to nhanh, lớn nhanh thật đấy các bác. Sợ thật. Xin chào bác. Chào mừng các bác đã đến với buổi sáng trên trại HLT Farm. Tối hôm qua ăn thịt bò bác, thế là uống tí rượu. Vì vậy là tối hôm qua ngủ lại trại, sáng nay dậy sớm. Nói chung là sáng dậy thấy bọn này nó chơi, nó nhảy vui lắm. Với lại hôm qua mình làm lại cái đệm lót này. Vì vậy là nó rất là hợp lý luôn. Mình nghe thấy thông tin đó là gió mùa đông bắc chuẩn bị về, nên vì vậy là mình cấp tốc phải dọn chuồng để làm lại cái đệm lót cho nó khô. Đó, cho nó khô để giúp cho nó là con bò nó nằm nó được ấm hơn. Chứ còn cái đệm lót vừa rồi là nó dày quá. Đến 40 phân rồi, 4 tháng 40 phân bởi vì cái mật độ bò của mình nó rất là dày các bạn. Mật độ khá là dày luôn. Vào thăm ngó mấy em bò đấy, các bác có thể thấy là trời lạnh, thấy báo là rơi tầm khoảng dưới 11 độ hay sao ấy, nhưng mà sáng nay cũng không thấy lạnh cho lắm. Và đây mình vừa làm cái đệm lót này thì các bác có thể thấy là rất hợp lý đúng không? Cực kỳ hợp lý luôn, ấm. Những con em bò này là có chửa hết rồi. Em này bụng to lắm rồi, chuẩn bị đẻ này. Đây các bác có thể thấy là trời ạ. Bò này nó phá kinh khủng luôn á. Đây này. Có con bò này với lại hai con bò to ở đây. Con bò kia là cứ ra đây xong bắt đầu huých nhau rồi. Đây này, mình buộc xong bắt đầu là nó phá tung hết ra rồi. Dã man thật. Đấy. Cứ một con bên này xong bắt đầu là đánh nhau, húc nhau. Con kia còn chảy cả máu mắt cơ. Dã man bọn này nó phá kinh khủng luôn này. Cái này lúc nó phải đục dưới một cái lỗ này. Xong bắt đầu là đút cái cây này qua này để tránh hiện tượng nó là bò nó huých nhau xong bắt đầu là đổ xô như thế này này. Bên này thì mình tính là làm thông. Vừa rồi là mình lại không hàn cái ngăn như thế này bởi vì là bò nhà mình lắm lúc phải chia ra ấy. Bên kia mình đã chia ra làm 3 ô rồi. Bên này thì thôi tận dụng cái này cho nó rẻ. Bò là phá kinh khủng, những cái dòng bò to như thế này rẻ bác là phá lắm ấy. Vào đây là nó lại không đánh nhau à? Không đánh nhau luôn. Ê, con F2 này nhìn mông to. Bác nhìn con F2 này. Dã man thật đấy. Khủng lồ luôn. Đấy. Múi này bác này. 1, 2, 3, 4 múi. Một cái mông là 4 múi luôn đấy.
Đai vai này mình mua là hồi đấy hình như là hơn 200 cân. Bây giờ chắc phải rơi tầm khoảng gần 4 tạ đấy. Nhìn như này thôi, xương nó rất là nhỏ, thịt nhiều, nặng cân lắm các bạn. Cực kỳ nặng cân luôn. Con này thì lạc loài, chuồng nào cũng chạy, chuồng nào cũng nhảy, bò cái. Thứ nhất á, là con mẹ nó là con so, thứ hai đó là con mẹ nó là hơi bị nhỏ. Chính như vậy là để con ra nó nhỏ ấy. Đó, con này mình bắt từ Hà Nam về này. Xong về đây là nó đẻ luôn đấy. Buổi tối hôm đấy là đẻ luôn. Đó. Nhưng mà kém quá. Quá kém luôn, mình tách sớm nữa. 4 tháng mình đã tách rồi. Chính như vậy nó bị cọc. Đó, lần sau đó là các bác cho bò lên giống mọi thứ là phải đủ ngày đủ tháng nhé, không ổn đâu. Bò đang ngóng để chờ ăn sáng đấy. Nhìn như thế này đâu chẳng phá đúng không ạ? Nó rừng mỡ mà, người ta bảo là ăn no rừng mỡ mà. Hai con này khủng, to nhỉ, con nhìn thấy, dã man rồi. Ôi, quá khủng luôn ạ. Tuần sau mình thịt con này, cho con này lên đường. Thôi gắn bó mày thế thôi. Nó sợ luôn ạ. Tao không muốn thịt đâu, nhưng mà cơ bản là nó gặp cái vấn đề khó khăn thôi nha. Thông cảm ha. Lui để thịt các bạn. Đấy, mùa đông. Mùa đông trên trại. Trời mưa dầm như thế này nó phải vài ngày. Mà sao mà đi cắt cỏ được. Chỉ lấy ngô. Rồi lấy rơm trong kho. Lấy cám trong kho cho bò ăn thôi. Đúng không ạ? Đấy. May là vừa rồi mình mua được cái nguồn ngô nó rẻ quá. 1.000 đồng một cân thì thực sự là nó quá rẻ luôn. Thế chính vậy là mình có đủ thức ăn cho con bò vào mùa đông này. Không phải bây giờ là mình khóc tiếng mán rồi đấy các bác. Thực sự khóc rồi đó. Bởi vì là cái số lượng bò của mình nó khá là nhiều chứ không phải là ít. Mà nếu mà không có ngô ủ này á, thì bao nhiêu cám, bao nhiêu rơm như vừa các bác. Tăng rơm thì phải tăng cám đúng không ạ? Tăng rơm phải tăng cám. Không có cám thì nguyên rơm không được. Đó. Vì vậy là cái ngô này nó quá hợp lý luôn. Trời ạ. Quá tuyệt vời luôn. Mà nhất là đối với cái thời điểm mà vỗ bò như thế này, có cái ngô này cho bò ăn thì tuyệt vời luôn. Dạo này thì đối với bò thịt này á, mình không giảm thức ăn. Bò thịt này mình không giảm thức ăn nha. Nhưng mà đối với bò cái này thì mình giảm thức ăn rất là nhiều rồi. Ngày xưa những cái dòng bò đẻ này á, là phải 3 cân một con một ngày. Nhưng bây giờ mình chỉ cho ăn đâu đó 1 cân một con một ngày thôi. Không có nhiều. Bởi vì cái ngô ủ này á, thì dinh dưỡng nó rất là nhiều. Chính vì vậy là mình tăng ngô ủ lên, giảm cám đi, cho nó giảm cái giá thành. Giả sử một ngày á, là 10 cân ngô ủ chẳng hạn thì mất 10.000. Còn nếu mà giả sử như là giảm 2 cân cám thì các bác có thể thấy là giảm 20.000 rồi đúng không? Bò này thì có thể là giảm được, nhưng mà đối với lại bò thịt này thì không thể giảm các bác nhé. Tuyệt đối không giảm, giảm là nó sụt ngay. Và sụt để nó đẩy mông, đẩy vai lên thì rất khó để nó lên lại đó. Bởi vì cái dạ cỏ nó đã hẹp rồi, sau đó là mình cho bò ăn nó lên nó rất là kém. Đây giả sử như con này chẳng hạn, mình phải vỗ rồi tầm khoảng 4 tháng bắt đầu nó mới lên lại cái thể hình thể trạng này. Vì ngày xưa mình thả chung với lại bọn bò cái ấy, cho ăn cái chế độ dinh dưỡng đối với bò cái với lại nhảy nhiều quá, xong bắt đầu là gây ra cái hiện tượng nó là gầy nhom, còn khung với xương. Đấy. Làm sao các bác phải cân đối cái dinh dưỡng từng ngày, từng mùa, từng vụ một. Dinh dưỡng giả sử như là mưa như thế này chúng ta lại
cho ăn ngô ủ này cộng với lại rơm tăng lên để nó điều hòa được cái dạ cỏ của nó. Còn nếu mà giả sử như là vào mùa hè chẳng hạn, nhiều cỏ chẳng hạn thì mình cho ăn nhiều cỏ lại giảm ngô ủ đi, đúng không ạ? Đó, nếu mà có ngô ủ. Đây, rẻ bác là con này là con mẹ của con số 8. Trời ơi, nó khủng. Nó quá khủng luôn các bạn. Đâu con số 8 đâu rồi ta? Không thấy vào ăn à? Nó to lắm rồi các bác ạ. Nó to ngang với con này rồi, còn thậm chí hơn con này luôn. Nó quá kinh khủng luôn đối với con số 8. Không biết nó chạy đâu rồi. Đấy, chạy mình phải ngăn ra mấy chỗ như này. Và đây, con bò này rất là đẹp nha. Để con ra khá là đẹp luôn. Ô, con này bị viêm rốn kìa kìa Thủy ơi. Bảo xịt rốn thì không xịt, bị viêm rốn kìa. Trời ạ. Lúa bắt xong xử lý đi. Bảo ở đây thỉnh thoảng xịt rốn nó không xịt. Bây giờ hiện tại thì trại mình là không có chỗ nhốt nữa rồi. Chỗ này là mình tính là làm một cái ô để cho con bê con nó vào đây nó nằm á, vào lúc trời rét ấy. Nhưng mà tuy nhiên chứ rẻ bác là bây giờ con mẹ này chắc là để mấy ngày nữa xong bắt đầu là đuổi mẹ này ra ngoài chung với lại bọn bò to này. Sau đó là bê con nó cứ vào đây thôi. Nhiều con nó sợ con mẹ này nó không vào đâu. Đấy các bác phải để ý nha. Anh em trên trại, anh em làm kỹ thuật thì phải để ý những con bê như này. Mình chỉ nhìn đá qua phát là mình biết là con này nó có vấn đề rồi. Đó. Còn em sâu cute nữa. Ôi, em này em ấy nó đáng yêu lắm này các bác này. Đó. Chỉ thích gái rồi này. Đấy. Thấy không? Nhiều con thuần lắm, nhiều con là vào chia sẻ bác là mình sờ mình gãi nó ấy. Nó thích ấy. Xong bắt đầu là cứ thấy người là bắt đầu là chúng nó chạy vào thôi. Nhờ. Nhờ. Sao mày đáng yêu thế hả con? Mày nhỏ nhỏ sao mày đáng yêu thế? Vừa bú sữa rong đúng không? Nhìn mồm vẫn chóp 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 chép này. Đấy, mồm vẫn ướt này. Vẫn có sữa này. Đúng không? Sâu cute luôn. Còn con đực này cũng sờ thoải mái này các bác này. Đực này cũng sờ thoải mái. Đấy, nó đi theo người luôn ạ. Đấy. Con này nó đi theo người luôn ạ. Đây cho bác ngó con số 8. Nó khủng lắm các bác. Đấy. Bò. Cái nhung nhúc. Nó đi theo người này. Bò cái nhung nhúc này các bác này. Bê con chứ, nhung nhúc luôn. Đấy, bọn kia nó vào trong cái chuồng kia là nó làm nó sưởi ấm á. Con nào khôn ấy là nó bú trộm. Đấy các bác có thể thấy. Đấy, đi vào cho bác ngó. Đấy, con cái kia. Nó khôn lắm các bác. Kể cả húc nó luôn. Kể cả húc nó luôn nhưng mà nó vẫn đi bú trộm. Hai ba con nó bú trộm một con luôn. Đấy, đấy. Các bác thấy không? Chịu ông rồi, chịu bà rồi. Cứ bảo sao nó to, nó đi bú trộm hết con này con khác. Các bác có thể thấy đá không sợ đâu. Các bác cứ để ý, đá không bao giờ sợ. Húc không bao giờ sợ. Tức là mặt nó rất là dày các bác. Mặc dù là không phải vú của mẹ nó đâu. Nhưng mà kể cả húc, kể cả đá vẫn bú bình thường. Đấy, nó dọa đấy nhưng mà nó có sợ đâu. Hay không? Nhiều con nó khôn như vậy đấy các bác. Nó có sợ gì đâu ạ. Đây, sao xong bên này. Cho các bác ngó con số 8 như thế nào quá. Bê con nhung nhúc luôn. Con này là con của con này à? Đúng không? Con số 5 này này. Là con của con này đúng không? Đang bú đấy, đang tì đấy. Con này thì
cứ thấy người vào là chạy theo này. Đấy, đây là các bác nhìn này, nó thích gãi mà. Nha. Ơi, mời các bác sang bên này, ngó con số 8 xem, nó khủng lắm các bác. Các bác nhìn một con Angus này, con 3BF2 này, dã man đâu. Đây, cho các bác ngó con số 8, chủ yếu là ngó con số 8 này thôi. Mẹ là số 8. Sờ thoải mái luôn, gọi phát là ra luôn. Không có sợ gì hết nhỉ, không có sợ gì hết luôn ấy. Nhìn nó lình lịch luôn các bác, con này cũng đi bú trộm này. Vì vậy là nó khủng lồ lắm các bác. Mình không nghĩ là bò này là bò hơn 2 tháng một chút. Nó to dã man. Dậy 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 con, dậy. 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 Để cho bác ngó. Bác nhìn thấy chưa? Úi. Nhìn tay chân của nó kìa. Khổng lồ không? Nhìn so với con này. Đây, các bác có thể thấy so với lại cái con này đẻ sau nó 1 tháng. Với lại cái con bò kìa. Nó khác một trời một vực đúng không ạ? Nhìn mông vai mọi thứ nó to chứ. Trời ơi, nhìn nó xuống. Nhìn nó to, nhìn nó xuống. Ôi, mày cứ ra đem gì đấy, hai con. Hai con. Con này là con sừng. To. Nhìn xuống. Đúng thật là những cái dòng. Thứ nhất á, là mẹ nó to này. Thứ hai là bò phối tinh tinh ngoại ấy. Chính vậy nó phát triển nó tốt lắm. Mà nó khỏe mạnh nữa. Sinh trưởng phát triển nó khỏe mạnh nữa. Ngay cả cái con này con nhảy thôi. Các bác có thể thấy là con kem nó nhảy thôi. Nhưng mà nó cũng không kém gì so với lại những cái con bò mà phối tinh. Con mẹ nó to mà, tốt sữa mà. Đấy. Không kém gì những con phối tinh luôn các bác. Thực sự rất là tuyệt vời luôn. Mày cứ ra đây là làm tao phải sợ, làm tao phải phân tâm vì mày ấy nhờ. Nhờ. Đúng không? Ừ. Ôi. Mày nhớ rồi nhá. To thật đấy, nhìn nó linh lịch luôn. Ra ngoài chuồng các bác mới nhìn thấy nó to luôn các bác. Thực sự luôn. Nó không có ngại ngần một cái quái gì hết. Con nào nó cũng bú. Và nó ăn cám, ăn thức ăn rất tốt luôn. Đói tự ra kia xong bắt đầu là nhặt cỏ ăn. Chân tay này, các bác nhìn thấy chân này. Trời ơi. Nhìn cái người nó vuông người này, dày mình này. Mình sẽ nuôi con này xem nó là 6 tháng. Cân lại xem được khoảng bao nhiêu cân ha. Bò mẹ to có khác, đẻ con rất to luôn vợ. Đấy, bác thấy không? Đối mùa đông này và mưa dầm như thế này, mưa lạnh như vậy thì các bác có thể thấy là nó rất là nhàn, cực kỳ nhàn luôn. Khi đó mình đã chuẩn bị được thức ăn cho con trâu con bò vào cái thời điểm như thế này mới gọi là quý giá. Mình nhìn thấy cái giá trị mà những cái gì mình đã chuẩn bị vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 vừa rồi. Chia sẻ bác là
làm chuồng đệm lót sinh học nó rất là nhàn. Và đối với cái chuồng có mấy chục mét vuông như thế này, vất vả. Đây này, vào trời lạnh như thế này, giải bác là anh em là phải xịt chuồng mọi thứ, đẩy phân. Đây, giới thiệu với bác đó là cái quần ủng này. Hợp lý đúng không ạ? Trời lạnh như thế này, các bác có cái quần ủng này vào chuồng, xịt rửa chuồng, đẩy phân các thứ là sạch sẽ luôn. Cái này nó khá là rẻ thôi. Và nó cũng bền nữa, cái này hai lớp luôn đó. Đấy, mặc vào và sau đó là vào xịt chuồng, rửa chuồng, hợp lý luôn đấy. Đấy. À đây, giới thiệu với bác một cái lửa. Đó là cái sẻng đẩy này. Ồ, toàn phân là phân, kinh không? Cái này chuyên là sẻng đẩy đó. Ok, đó cháu. Nhìn kinh khủng không? Dã man thật. Đấy, cái sẻng đẩy này rất hợp lý ha. Mình phải đẩy đi trước. Đó, phải đẩy đi trước. Sau đó mới xịt rửa chuồng các bác. Có cái quần này thì các bác vào là không bị bẩn là một. Thứ hai, khi các bác xịt rửa chuồng á, là nó sẽ không bị bắn. Quá hợp lý luôn. Chính vì vậy là nếu các bác đầu tư thêm cái quần ủng này về xịt rửa chuồng rồi dọn chuồng mọi thứ là nó sẽ rất là hợp lý trong cái quá trình mình làm trại đó, dọn rửa chuồng. Hiện nay thì HLT ngoài cái dịch vụ cung cấp thuốc, dịch vụ kỹ thuật, rồi những cái dòng sản phẩm trên châu bò ấy, thì HLT còn cung cấp những cái dòng dụng cụ ở nữa này. Giả sử như là xẻng xúc này, xẻng đẩy này, rồi quần ủng các thứ này, rồi rất nhiều những cái dòng giả sử như cuốc xẻng mọi thứ nữa. Nó rất là hay đó, sẽ giúp cho các bác nhàn hơn trong cái quá trình mình chăm sóc con bò của bạn. Nám này thì cũng mất rất nhiều thời gian đấy các bác. Vất vả hơn so với cái đệm lót kia nhiều. Ngày nào cũng phải đẩy phân, xong ngày nào cũng phải xịt chuồng, rất là vất vả luôn các bác. Bởi vì là trâu bò này ăn nhiều mà, ăn nhiều thì ỉa nhiều lắm. Vì vậy là mình phải vệ sinh liên tục, tránh hiện tượng đó là nó két bẩn trong cái chuồng của mình, và nó giúp cho đó là an toàn sinh học nó tốt hơn. Thỉnh thoảng là mình lại phải phun cái thuốc sát trùng để giúp cho đó là an toàn sinh học nó tốt. Trung bình thì một tuần mình sẽ phun một lần các bạn. Các bạn nhìn đấy, bốn con này, hai con trâu, hai con bò ở chung với nhau, mông vai tốt không? Quá tốt luôn ạ. Đấy, anh em cho ra đây xong bắt đầu xúc ra đây, xúc phân ra đây thì cứ khi nào cắt cỏ xong lại lấy phân đẩy ra để bón cho cỏ luôn. Nhìn như này thôi nhưng mà vài ngày thôi, phân nó quá nhiều, đẩy hết chuồng luôn. Đây các bác nhìn thấy con bò này, nhìn hàm hố không? Nhìn cái mông vai này. Con này nó to nhanh, lớn nhanh thật đấy các bác. Sợ thật. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua cái quần ủng này thì các bác cứ liên hệ với HLT nha. Cho công nhân này, cho anh em trên trại chăm sóc con bò nó nhàn hơn rất nhiều, xịt rửa chuồng nhàn hơn rất nhiều. Nhất là đối với mùa đông này lạnh giá, không ai muốn đó là rửa chân rửa tay đúng không ạ? Cứ có quần ủng này vào là ngon lành luôn. Không sợ bẩn gì cả, không sợ bắn. Nếu mà các bác sợ bẩn ấy thì các bác có thể lấy cái vòi xịt này. Đó, rửa sạch luôn, sạch sẽ luôn, từ A đến Z luôn đấy. Rất rất hợp lý luôn ạ. Nhàn nhã. Mỗi tội mình cũng không khuyên cáo các bác làm những cái chuồng mà kiểu này đâu. Chuồng này mình làm kiểu chuồng cách ly thôi. Con nào mà giả sử như bệnh tật hay là như thế nào đó thì mình mới cho vào đây thôi. Mình cũng không khuyến cáo các bác làm cái chuồng theo kiểu này. Nông hộ thì mình làm được thôi. Còn đối với những trại rồi tầm khoảng 2-30 con, 50 con thì làm này nguyên cái thời gian dọn chuồng nó mất rất nhiều thời gian rồi. Như
nhân viên mình ở trên này á, là phải mất đâu đó rồi tầm khoảng gần một tiếng để vừa đẩy phân này, vừa hót phân ra này, rồi tiếp theo là vừa đó là xịt rửa chuồng như thế này này, thì nó cũng mất rất nhiều thời gian trong cái quá trình đó là mình chăm sóc con bò. Còn đối với làm chuồng đệm lót kia thì nó cũng rất là nhàn, giả sử như là thỉnh thoảng các bác đảo phân thôi. Nếu mà giả sử như đầy quá hoặc là chỗ nào ướt quá thì các bác lấy cái men ấy, sau đó là các bác rắc lên và cho thêm chấu mùn cưa và các bác đảo đều, thì cái công việc nó không phải thường xuyên, thỉnh thoảng thôi các bác, nó nhàn hơn rất nhiều. Một tuần các bác chỉ cần đảo rơi tầm khoảng 2 lần thôi là ok rồi, nó giúp cho không khí nó len lỏi vào cái đệm lót của mình. Còn như này như thế bác là vất vả lắm, thật sự luôn. Nguyên xịt rửa chuồng mọi thứ như này tốn quá nhiều thời gian. Đấy, các bác nhớ là khi xịt rửa chuồng mọi thứ là phải rửa máng ăn máng uống không nha, tránh cái hiện tượng đó là máng ăn nó bẩn. Rồi ok, thì chia sẻ với bác một buổi sáng làm việc trên trại HLT như thế nào. Đấy, các bác có thể là tham khảo ha. Mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể các bác. Xin chào.